Tất cả pháp đã ngang bằng với hư không, vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không. Vì sao các ông phải luống chịu khổ cực để cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Trước đây ông đã nghe các chúng Bồ Tát nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đó đều là ma thuyết, chẳng phải lời dạy chân chánh của Phật. Các ông nên bỏ tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đừng vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, tự chuốc lấy khổ cực suốt thời gian dài, tuy hành các loại khổ hạnh khó,